câu chuyện truyền thanh kính thưa quý vị và các bạn hội là một hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán được thực hiện dựa trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người cùng tập hợp lại với nhau để định ra số người chơi, thời gian tham gia, số tiền hoặc tài sản khác, phương thức góp, cách thức lĩnh hội cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên. Việc chơi hội đã được quy định tại Nghị định số 19 trên 2019 NDCP ngày 19 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ, nhưng việc nhận thức, hiểu biết của chủ hội, hội viên và người dân còn rất hạn chế. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo và đã xảy ra nhiều vụ dở hội khiến nhiều người trắng tay, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, thế nhưng nhiều người dân vẫn chưa xem đây là bài học và tiếp tục trở thành nạn nhân của những vụ dở hội. Phản ánh vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh bài học dở hội của tác giả Thanh Quyền qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Hữu Phúc trong gia ông Tám, Kim Liên trong gia bà Tám, Duy Hằng trong Gia Bà Tư, Tường Duy trong Gia Phùng, Minh Hiển đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Cảnh tại nhà Bà Tư, Bà Tư từ ngoài chợ về nhà, trên tay cầm cái vỏ sách trống rỗng, bộ dạng như đang chờ ai đó, nên nhìn ra cửa vẽ sốt ruột. Chị Tư ơi, chị Tư! ơi, vô nhà đi chị ta Vô đây, tôi nói cho chị nghe cái vụ này đây nè. Có gì mà chị gọi tôi qua đây gấp vậy chị Tư? Có chứ, đáng lẽ đi ngang nhà chị, tôi ghé vô nói cho chị nghe rồi. Nhưng tôi thấy anh Tám đứng trước sân sửa kiện, nên tôi mới kêu chị qua đây cho dễ nói mà. Ông nghe cũng đâu có sao, chị cũng biết là ông nhà tôi ông hiền lắm. Nào vợ, ông có la rầy vợ con hay cự cái chồng xóm gì đâu mà chị sợ. Hiền thì hiền, nhưng chuyện này á tôi sợ anh nghe được á là anh nhằn chị đó. Chị khỏi lo đi vụ đó, Mai mốt qua chị cứ nói tự nhiên Khỏi sợ ông nhà tôi nghe Chị ngồi xuống đây Uống miếng nước nghe, Rồi bình tĩnh nghe tôi nói đây nè Tôi đang bình tĩnh Mà nghe chị nói tôi bắt đầu hồi hộp rồi Có chuyện gì vậy chị Chị hay tính gì không Tin tốt hay tin xấu chị Tốt gì nổi Vợ chồng con liễu nó trốn đi rồi Chị hay không Chị nói con liễu nào Thì con liễu ở xóm chùa đó Trầm hụi xứ mình đó Trời trời có thiệt không nghe ai nói vậy. hồi sáng này á, tôi đi chợ xã mình đây nè, cá chợ xôn xao hết trơn hả? Hình như mấy bà bán thịt, bán cá, bán đầu cũ bán tạp quá, đều có dính vô hội của vợ chồng con Liễu Tôi thấy có người còn bình tĩnh, có người hả, vừa nói vừa khóc bù lu bù loa. Tôi nhớ là hình như chị có nói với tôi á, chị cũng có chơi hội của tụi nó, nên tôi vội giả quay về cho chị hay đây nè. Trời ơi! Nếu đúng là nó bỏ trốn thì chết tôi rồi. Hai tháng nữa con trai tôi cứ vợ. Tiền đâu mà làm đám cưới cho nó đây. Con liễu này nó hai tôi mà. Chị chơi mấy chân? Có hốt được chân nào chưa? Tôi chơi hai chân. Tôi nuôi để dành cưới vợ cho thằng Phùng. Chứ có dám hốt trước đâu. Kiểu này mình không dám xài để cho người ta xài hết rồi. Chị nuôi lâu ngày vài tháng. Chắc cũng bộ tiền rồi hả chị? Mấy chục triệu của tôi. Chị nghĩ đi. Hụi một triệu á, mà tôi đóng một chân 22 tháng rồi, một chân 18 tháng, tính ra cũng gần 40 triệu chứ đâu có ít. Chị vậy là ít đó nghe. Tôi nghe ở chợ người ta chơi hụi ở 5 triệu lận á, cho nên có người biết tin con liễu bỏ trốn, họ khóc tại chỗ luôn. Họ mua bán có tiền nên chơi hụi 5 triệu. Tôi chơi 2 giây 1 triệu là lớn lắm đối với tôi rồi. Tội nghiệp cho con tôi, đi làm cực khổ mà tôi chơi hụi bị giật hết tiền rồi đây nè. Má ơi má, má có bên nhà bác Tư không má? Ơi, má ở đây nè. Dạ, thưa bác Tư. À, mới tới hả con? Dạ, ờ má, má hay chuyện gì chưa? Vụ gì nói đi, coi có giống vụ bác Tư mới vừa nói với má không? Hồi sáng con đi làm á, con chạy xe ngang nhà cô Liễu, thấy người ta đông quá trời, con ghé coi chuyện gì. Vợ chồng cô Liễu bỏ trốn đi đâu rồi đó má ơi. Vậy là chính xác rồi, con có tới tận nhà con Liễu rồi hả Phùng? Dạ, con thấy nhiều người phá cửa nhà cô Liễu. Họ nói còn cái gì lấy được thì lấy, nhưng trong nhà cô Liễu không có cái gì có giá trị hết đó má ơi. Vậy là nó có ý định trước, nên tẩu tán tài sản hết rồi. Sao chị không hỏi thử người nào chung dây hụi với chị, coi biết nó đi đâu không chị? Trời ơi, tôi có biết ai chung dây với tôi đâu mà hỏi. Ủa, vậy mỗi tháng tới ngày khui hụi chị không có đi hay sao? Không có, mắc mần túi bụi có rảnh đâu mà đi, với lại hụi tôi nuôi để đám cưới thằng Phùng mà Tôi đâu có hốt mà đi kêu làm chi Vậy là chị chơi hụi á Mà chị chỉ biết chủ hụi thôi Ai hốt chị cũng không biết Ai kêu bao nhiêu chị cũng không biết luôn Còn liệu nó nói sao chị ngàn vậy hả Thì đó Mỗi tháng á Từ ngày 1 đến ngày 5 á Là nó đi gom tiền hụi Nó nói tháng này á hụi kêu bao nhiêu đó Tôi đóng vô bao nhiêu Thì tôi chỉ biết lấy tiền để đóng cho nó thôi Chứ tôi có biết ai hốt đâu con không biết chơi hụi, con tưởng chơi hụi có quy định chặt chẽ, nên biết má chơi hụi mà con không có cản. Bây giờ con nghe má nói vậy, sao con thấy hình thức chơi hụi lỏng lẻo quá? Bây giờ ở đây nói cũng không có được gì, giờ chắc cũng còn nhiều người tập trung ở nhà con liễu. Đâu con chở má lại đó, tôi còn chút hy vọng nào hung phùng. Má muốn đi thì con chở má đi, chứ còn hy vọng gì đâu mà mong má ơi. Biết đâu được, cứ tới đó coi thử đi. Thôi tôi đi nghe chị Tư. Dạ, thưa bác Tư con đi. Ờ, 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 chị đi bình tĩnh nghe chị tám mấy ngày sau tại nhà ông bà tám sáng sớm ông ra sau giường tưới cây xong xuôi ông trở vô nhà thấy bà tám nằm giống mà mắt nhắm nghiền ông lên tiếng hơi hey, mấy con gà con vịt nó đòi ăn nó tràn vô nhà kia kìa sao bà không cho nó ăn mà nằm vào dao hoài vậy ông cho nó ăn giùm tôi đi tôi mần hết nổi rồi cú, 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 ra đây ra đây cu 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 ra đây tao cho ăn đây nè đừng có theo bả nữa bả bỏ đó tụi bay luôn rồi á đám gà vịt ăn no nó đi hết rồi đó bà coi ngồi dậy ăn uống gì đi mấy bữa nay bà cứ nằm hoài á không khéo bà đổ bệnh bây giờ nghen <laughs> ăn uống gì nổi không mấy chút nữa ông lại nhà con út mua gà vịt ông kêu nó lại tôi bán luôn bài gà bài vịt này luôn cho rồi trời đất bà nói cái gì vậy nuôi bầy gà bầy dịch này á là để làm đám cưới thằng Phùng. Gần tới đám cưới rồi á mà bà kêu bán là sao? Cưới xin gì nữa, tiền bạc còn đâu mà làm đám cưới. Thì cũng phải tìm cách chứ. Ngày giờ cũng đã trình bên đàn gái rồi. Không lẽ bây giờ quán lại sao? Còn cái nghe nó buồn. Ủa, bữa nay chủ nhật đâu có đi làm, mà thằng Phùng nó đâu không thấy hả bà? Tôi mới kêu nó đi mua vài liều thuốc dứt đầu cho tôi rồi. Sao chưa thấy nó về đây? Đây kìa kìa, mới nhắc nó về tới kìa. Ủa, ai đi với nó giống chị Tư quá vậy cả. Anh Tám, anh khỏe hả? <laughs> dạ khỏe, có chị Tư ghé nè bà ơi. Tôi đi chợ, ghé tiệm thuốc Tây, mua chai dầu nóng. Gặp thằng Phùng nó mua thuốc cho chị Tám. Nghe nói chị bệnh, sẵn đi ngang nên ghé thăm chị một chút. Dạ, cô mời bác Tư uống nước. Ờ, à, để đó đi con. Nước của má nè, má uống thuốc đi, Chị Tám bệnh sao vậy anh? Ôi, bà bị đau ruột chị ơi. Vậy thì sao anh không kêu sắp nhỏ chở chị đi bệnh viện nổi soi? Coi có bị gì không? Lớn tuổi mà bị đau ruột à, cũng sợ bệnh đại tràng đó anh. ôi chị hơi đau mà nghe ông nói. Tôi bị nhức đầu trong mặt chút thôi, chứ có đau gan đau ruột gì đâu. Vậy mà anh Tám nói chị đau ruột làm tôi tưởng thiệt. <laughs> thì bà bị đau ruột thiệt đó chứ mà không phải một mình bà đau tôi với thằng phùng á cũng bị đau ruột lay luôn đây nè chị ơi ủa sao lạ vậy bộ cải nhà ăn trúng cái gì bị ngộ độc ha phải ăn mà bị đau á thì cũng không tức đằng này á người ta ăn mà cả nhà tôi bị đau ruột mới đáng nói đó chứ anh tám nói gì mà tôi không hiểu gì hết vậy chị tám từ trước tới giờ ông hiền như cục đất không biết sao mấy ngày nay á, ổng lại sinh cái bệnh nói móc. Đã mất của mà nghe ổng nói còn bực thêm nữa. Ổng muốn nói tôi chơi hụi bị giật đó chị ơi. Ý ổng là đồng tiền đi liền khúc ruột. Mà tôi bị giật hụi mất hết tiền rồi thì ruột phải đau thôi. Ờ, ờ, ờ. Chị nói thì tôi hiểu rồi. Tôi sinh cái bệnh nói móc thì cũng do bà mà ra chứ ở đâu. Bà nhớ gần hai năm trước không? con liễu á nó lợi nhà mình rủ rê bà chơi hội tôi nói với bà cái gì bà còn nhớ không? Ừ, tôi già rồi nói hôm qua thì hôm nay tôi quên rồi ở đó mà nhớ đâu chuyện hai năm trước tôi nhớ đại khái là ông kêu tôi đừng có chơi hội chứ ông nói gì ai mà nhớ? ờ à, tôi kêu bà đừng có chơi hội tôi nói với bà tiền trong túi mình mới chắc là của mình chứ tiền đưa qua túi người ta rồi thì là quyền của người ta đó mình muốn lấy lại cũng rất là khó. Bà thấy tôi nói có đúng không? Ừ, thì ông có nói. Nhưng mà tôi nghe mấy người chơi trước nói lại á, là con liễu á, nó làm chủ hội rất là uy tín. Ai hốt nó cũng giao đúng ngày, không có chậm trễ. Thấy vậy tôi mới tin tưởng, tôi chơi. Ai mà về Nghĩ cũng ngộ. Chồng bà mà bà không chịu tin. Lại đi tin mấy bà chủ hội. Giờ nó cho bà bài học nhớ đời rồi đó cắt cẩm gần hai năm trời, không dám ăn xài, gom góp đưa cho người ta xài dùm. Thôi, anh cũng đừng cằn nhằn với tám nữa, chị cũng xót của lắm chứ anh. Sao tôi thấy bà thân thiết với chị Tư, mà bà không chịu học hỏi chị? Chị Tư đâu có nhẹ dạ như bà, ai nói gì cũng tin đâu. Tôi cũng tại vì anh ơi, chẳng qua là ông nhà tôi, ông cự quyết liệt hà, nên tôi không có dám chơi. Chứ không thôi hả, bây giờ tôi cũng chưa khỏe đâu Tôi tính chơi hội có lời để lo đám cưới cho thằng Phùng Chẳng may là bị người ta giật, mất hết tiền của Chứ không phải tôi cờ bạc hay đề đốm gì đâu Thôi, bỏ đi má, coi như uh, tiền đó mất rồi Mình làm lại từ đầu, má đừng có rầu hoài mà sinh bệnh thì khổ đó Tiền uh, thì coi như mất hết rồi Má lo là còn hơn một tháng nữa tới đám cưới của con Giờ trắng tay không biết tính sao đây Thôi, má đừng có lo, con có tham gia góp vốn xây dòng trong công ty của con á cũng được kha khá. Với lại con và vợ con á đã để dành một khoản gửi tiết kiệm, chắc cũng đủ làm cái đám cưới đơn giản đó má. Ừ, cái thằng cũng biết tính toán quá chứ. Phải nó đưa cho bà hết á, thì bây giờ hỏng cản rồi hen con. Nguyên tắc tiết kiệm là không bao giờ bỏ trứng vào một giỏ mà ba. Lỡ rủi ro cái này á thì cũng còn cái khác chứ ba. Thằng Phùng nó nói vậy á thì chị yên tâm đi hen ăn uống cho ông khỏe lại, đang còn đi làm xôi nữa chứ. Coi như chuyện đám cưới ổn đi, nhưng tôi nghĩ tới vợ chồng con liễu thì tôi tức cành hông á. Tôi giá thì trời cho công an tốn cổ vợ chồng nó lâu về đây. Tôi bắt nó trả đủ số tiền á, tôi đưa cho nó, khỏi cần lời lãi gì hết. Công an mà bắt được vợ chồng cô liễu á, thì cũng phạt tù thôi. Chứ trong mong gì á, mà trả lại tiền cho mình má ơi. <laughs> nghĩ mà nực cười à. Ông cười cái gì? Bắt thang lên hỏi ông trời Lấy tiền chơi hụi Có đòi được không? Đó đó Cũng móc hỏng nữa hà Thôi anh Tám Anh ghẹo chỉ làm chi Giờ chuyện hụi hẹ bỏ qua đi Lo tổ chức đám cưới cho thằng Phùng Cho nó vui nhà vui cửa kia kìa Dạ bác Tư nói đúng đó Bữa đám cưới của con á bác Tư đi rước dâu nghe bác Có nữa hả Vậy thì bác Tư phải đi mua giải mai bộ áo dài liền mới được à. Lâu lâu mới có dịp đi rước dâu, phải mặc bộ đồ mới thì chụp hình mới đẹp, phải không con? Dạ, đúng rồi bác Tư. Khoan khoan chị Tư, chị chờ tôi đi với. Hôm nay tôi cũng chưa mai đồ, sáng chị đi mua thì tôi cũng đi với chị sắm đồ luôn. Vậy thay đồ rồi mình đi đi chị, tôi sẽ lựa cho chị giải mai bộ áo dài tuyết là đẹp luôn á. À. Ờ, à, chị chờ tôi một chút rồi mình đi. Vâng. Còn đem bỏ mấy cái liều thuốc này đây Mà còn bà hết bệnh rồi đó <laughs> Bố cái tật nói mốc đó nó, dùm đi nha. Thôi tôi đi anh Tám ơi Bác Tư đi ngang phụ Dạ Quý chị và các bạn thân mến Quý chị và các bạn chưa nghe xong câu chuyện truyền thanh Bài học giới hội của tác giả Thanh Quyền Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long Đến đây tạm dừng Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện Xin nói lời chia tay Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.